thanh toán cho các đơn đặt hàng và giao hàng qua điện thoại, ủy quyền và xác minh hoặc gửi invoice trên trang chủ Clover. Chúng ta sẽ cài đặt bảo mật tài khoản trước khi bắt đầu. Đăng nhập vào trang chủ Clover, trong phần Account and Setup, chọn Two Factor Authentication để tạo thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Two Factor Authentication cũng được yêu cầu khi bạn muốn refund tiền cho khách. Tiếp theo, chọn loại xác thực bạn muốn, xác thực bằng app hoặc bằng tin nhắn và làm theo chỉ dẫn để hoàn thành cài đặt. Tiếp theo, đăng nhập vào trang chủ Clover và chọn mục Virtual Terminal. Ở lần đầu tiên, bạn cần phải bật chia sẻ vị trí để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Để thanh toán bằng Virtual Terminal, chọn Text Payment và chọn Sale tại thanh trần Transaction Type. Nhập số tiền cần thanh toán, click vào ô mô tô cho những order bằng mail hoặc điện thoại. Click More Options để thêm tip, convenience fee hoặc tax. Bạn cũng có thể thêm nốt nếu cần thiết. Tìm tên hoặc email của khách hoặc nhập những thông tin chính trên thẻ của khách. Bạn có thể lưu thông tin thẻ để sử dụng lại trong những lần sau nếu khách hàng chấp nhận. Khách hàng có thể chọn không chấp nhận bằng email hoặc receipt của họ. Tiếp theo, thêm thông tin khách hàng. Nếu bạn chọn lưu thông tin thẻ của khách, bạn sẽ phải nhập email của khách tại đây. Khi hoàn thành, nhấn chắc. Cuối cùng, gửi receipt qua email của khách. Authorization để ủy quyền giữ một khoản tiền cụ thể trên thẻ của khách cho đến khi giao dịch thành công. Để tạo authorization, chọn Authorization tại thanh trần Session Type, cũng thực hiện đầy đủ các bước như bên trên. Nhấn Create Authorization và gửi receipt qua email của khách. Để Void Authorization hoặc chuyển đổi Authorization sang giao dịch thành công, chọn Transaction Authorization bên thanh công cụ. Chọn Authorization bạn muốn, bạn có thể Complete Transaction, Void hoặc gửi Receipt cho khách. Để xác minh thẻ của khách đã được kích hoạt hoặc hợp lệ, chọn Verification trên thanh Transaction Type. Nhập thông tin Payment và chọn Complete Verification. Để gửi Invoice, chọn Send Invoice và nhập số tiền cần thanh toán, thêm nốt và thông tin khách hàng. Cuối cùng, chọn Send Invoice. Khách hàng sẽ nhận được email có thông tin mua hàng chi tiết có nút Pay để họ có thể thanh toán online. Sau đó, cả bạn và khách hàng đều sẽ nhận được email xác nhận thanh toán và thông tin thanh toán sẽ được hiện trong phần Orders tại trang chủ. Để refund tiền cho khách, vào phần Transaction, Payment, tìm Payment mà bạn muốn refund và chọn Detail. Chọn Refund, chọn Yes. Để chọn nhân viên có thể refund, vào phần Employee, Permissions. Chọn Assess Transactions. Tại đây, bạn có thể mở khả năng refund cho nhân viên.